Chào các bạn. Các bạn có biết là tôi đang làm gì không ạ? Tôi đang đọc sách. Thưa với quý vị và các bạn, là có người sẽ đặt ra câu hỏi là cái cậu em đã đang kéo cái rèm che nắng buổi chiều, nắng ngay trước mặt luôn. Thì có người hỏi là ông này ông rảnh thật, sáng sớm thì cũng cà phê chém gió, chiều thì ngồi rảnh thảnh thơi đọc sách. Thực sự cuốn sách đang đọc thì cũng khá là hay. Nội dung thì tôi chưa đọc hết nên là tôi chưa biết là cụ thể nó như thế nào. Nhưng có một vài điểm để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn như thế này này. Cái thứ nhất á, là cái cuốn sách này á, thì nó là một trong những cái cuốn sách mà dùng cho những nhà đầu tư mà theo cái trường phái là đầu tư giá trị, tức là mua và nắm giữ. Nó gần na ná như cái việc mà anh chị em và các bạn bỏ ra một ít tiền, một khoản tiền để mua một miếng đất hay là mua một cái tài sản để dành. Cái phương pháp thì về cơ bản nó là như vậy. Tuy vậy thì ở trong cái cuốn sách, với những cái trang đầu tiên và một số cái tìm hiểu sơ qua về cái cuốn sách này, thì tôi khuyên các bạn, các anh chị em và các bạn nên, nếu có địa thời gian và nếu có thể thì nên đặt mua một cuốn và đọc. Có hai lý do là tôi khuyên các bạn như vậy. Cái lý do thứ nhất là cái tác giả của cái cuốn sách này, tác giả của cuốn sách này, thì cái nội dung trong cuốn sách thì chắc chắn sẽ có những thứ đem lại những cái bổ ích nhất định cho anh chị em và các bạn với một cái số tiền rất ít mà được chia sẻ bởi một cái tác giả là người đã từng bỏ ra 2,2 triệu đô để được ăn trưa với lại tỷ phú huyền thoại trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, đó là ông Warren Buffett. Thì tác giả của cuốn sách này là một người như vậy. Trước đây thì ông này cũng là một trong những người gọi là đầu tư cá nhân, mày mò tìm cái con đường để có thể chiến thắng được thị trường, và bằng rất nhiều các cái cách khác nhau. Trước đây thì ông cũng là từng là thần tượng của một cái nhà môi giới của Mỹ, mà trong đã từng sản xuất một bộ phim được chiếu trên truyền hình đấy. Nhưng mà sau này thì khi mà có thời gian, có cái điều kiện đã được có thể đủ tiền để đấu giá cái buổi gọi là ăn trưa với tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, thì từ đó ông này ông thay đổi cách nhìn. Đó là điểm đầu tiên, tức là dù gì thì cuốn sách này cũng được viết bởi một người đã từng được gọi là dám bỏ ra cái khoản tiền hơn 2,2 triệu đô để ăn trưa với nhà đầu tư huyền thoại. Đó là điều rất trân quý. Có thể tất cả những cái thứ mà ông này, ông không chỉ ông thu nhặt được trong cái buổi ăn trưa đó, và tất cả những thứ ông quản lý một cái quỹ phòng hộ trong suốt cả 10 năm trở lại đây, cũng như là những cái kiến thức ông có được, thì có lẽ là đã đúc kết hết vào trong cuốn sách này. Quan trọng là anh chị và các bạn đọc thì có thu nhặt được hay không. Cái điểm thứ hai là cái điểm mà rất đáng để đọc, đó là cái người mà gọi là mua cái bản quyền cuốn sách này về để dịch cuốn sách này ra để gửi tới anh chị em và các bạn. Cái việc là họ làm trong lĩnh vực sách, lời lỗ ở đâu thì tôi chưa biết, nhưng người này đã phải gọi là đi tới tận nơi, tới tận văn phòng của cái tác giả này. Đây, ông Phan Lê Thái, ông ấy tới tận văn phòng của tác giả này để gọi là nói chuyện với tác giả và đem cái cuốn sách này về dịch ra để gửi tới anh chị em và các bạn. Đó là hai cái điều mà dù chưa biết nội dung của cuốn sách nó cụ thể như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta trân quý cái điều đó và chúng ta nên đọc cái cuốn sách này. Không phải nói câu chuyện này là để PR cho cuốn sách hay là vì là có một chút thân tình với lại dịch giả và biên dịch là ông Phạm Lê Thái đâu, mà là bởi vì bản thân nó là như vậy. Bên cạnh đó nữa thì tôi thì có một cái thói quen đọc sách rất là
rất là thô. Rất là thô. Tại sao là rất là thô? Thô tức là khi mà đọc một cuốn sách ấy, thì tôi được thường có một cái thói quen, đó là lật ngay lập tức tới cái phụ lục. Tại sao tôi lại làm cái chuyện đó? Là bởi vì thực tế thì bản thân tôi đã có cũng không ít cái kinh nghiệm cũng như là cái hiểu biết về cái lĩnh vực này. Nên tôi sẽ lướt qua xem là những cái nội dung, các cái chương chính của cái cuốn sách là nó nói về vấn đề gì. Và vấn đề đó thì tôi đã hiểu đến đâu, biết đến đâu rồi. Và tôi sẽ lật qua cái phần mà tôi đã hiểu, đã biết, xem nó viết có thú vị hơn không, có hay hơn không. À, hoặc là có những cái gì mà tôi chưa biết thì tôi sẽ học và tôi đọc nhanh qua những cái phần cần thiết nhất, rồi sau đó sẽ đọc từ từ cuốn sách này là sau. Tôi thì có thói quen đọc sách khác với rất nhiều người. Đôi khi thì có thể 5-6 trang tôi có thể đọc cả tháng chưa hết. Chắc với anh chị và như vậy. Là bởi vì có một cái bệnh, tức là đọc và suy ngẫm về những cái thứ mà tác giả viết và liên hệ với lại cái thực tế của thị trường tài chính Việt Nam, ứng dụng nó được vào trong thực tế cái gì. Do đó thì có những cái gọi là những trang sách hay, những cái đoạn viết hay và tôi chưa hiểu lắm, thì mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cái điều đó. Do đó thì đọc rất là chậm. Vì vậy nên là tôi buộc sẽ chơi một cái bài khác với mọi người, đó là tôi hay xem phụ lục. Cái điểm thứ ba là khi mà chúng ta xem cái phụ lục rồi thì cuốn sách này nó không hẳn là một cái cuốn hướng dẫn, nó lại là một cuốn tự truyện theo cái dạng thức của tự truyện có chương mục và sẽ lần gửi cho tới anh chị em và các bạn từ những cái câu chuyện nhỏ ban đầu của cái tác giả cuốn sách, đến những cái việc mà gặp gỡ ăn trưa với tỷ phú Buffett, sau đó thì lột xác như thế nào để bắt đầu với cái hành trình đầu tư giá trị đúng nghĩa. Và khi đọc cuốn sách này xong thì tôi không chắc với quý anh chị em và các bạn là anh chị em và các bạn sẽ thành một nhà đầu tư giá trị đúng nghĩa và có thể thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì là nếu mà đem cái sự so sánh giữa thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ, với thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó không có một cái sự tương đồng và nó lệch pha rất là nhiều. Về mặt bản chất kinh tế thì Việt Nam của chúng ta phát triển chậm hơn so với Mỹ, được tính là khoảng đâu đó từ 80 tới 100 năm. Phát triển chậm hơn từ 80 tới 100 năm. Chúng ta không khó để nhận ra cái điều đó bằng việc so sánh tổng GDP và cái tốc độ phát triển kinh tế của nước Mỹ so với chúng ta. Do đó thì khi chúng ta so sánh những doanh nghiệp trong cuốn sách này viết, hay cái phương pháp để tìm kiếm và thanh lọc những cái cổ phiếu, những doanh nghiệp trong những cái cuốn sách mà được dịch từ các tủ sách của các nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam, thì nó sẽ không có sự tương đồng. Một số doanh nghiệp của nước ngoài có thể đã phát triển 50 năm, 70 năm, 100 năm, thậm chí 150 năm có luôn. Một số ngân hàng lớn của Mỹ đã có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm. Ở Việt Nam thì thưa với anh chị em và các bạn, Hòa Bình lập lại vào năm 75. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đến bây giờ thì rất ít thì doanh nghiệp có lịch sử hình thành trên 50 năm. Gọi là dài nhất, sâu nhất và xa nhất thì cũng đến là nhà máy sửa Thống Nhất, là trước giải phóng. Sau đó thì chuyển giao và bàn giao giải phóng thì nhà máy sửa Thống Nhất thành công ty cổ phần sửa Vinamilk hiện tại, tức là công ty sửa Việt Nam hiện tại, thì nó cũng đâu đó chưa tới 45 năm rồi. Vì vậy nên là cái lịch sử hình thành của các doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là toàn những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp mới, những doanh nghiệp còn non, bản chất của người lãnh đạo, cách điều hành doanh nghiệp và những ông chủ của doanh nghiệp ở Việt Nam, nó có những cái điểm và những cái yếu tố hoàn toàn khác. Tuy vậy, những cái thứ nền tảng của sách, những thứ mà nhà tác giả chia sẻ, những thứ mà cái phương pháp của đầu tư hiện đại không phải là không ứng dụng và không phát triển được ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ là chúng ta ứng dụng nó không máy móc và chúng ta đọc nó để tìm ra được những cái điểm cốt lõi của cái phương pháp và kết hợp với những cái cách lựa chọn ở tại thị trường Việt Nam. Cộng thêm vào một chút hiểu biết về kinh tế vĩ mô, về cái đặc điểm và lợi thế ngành, cũng như là cái định hướng của chính phủ, điều hướng, tác động và ưu tiên cái lĩnh vực nào trong nền kinh tế, thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư dài hạn. Có thể sẽ không dài được như các nhà đầu tư huyền thoại,
30 năm, 50 năm, 60 năm, thậm chí là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã nắm giữ những cái danh mục, những cổ phiếu lên tới 60 năm. Đời ông ấy thì bây giờ ông năm nay khoảng ngoài 90, thì ông đã nắm giữ có những cổ phiếu lên tới 50 năm, 60 năm. Thì ở Việt Nam thì có lẽ là sẽ khó làm câu chuyện đó. Nhưng chúng ta có thể cho rằng là nắm giữ một cổ phiếu trên 10 năm, giống như là DC Capital hoặc là Dragon Capital hoặc là Vina Capital, một số cái quỹ đầu tư nó đã đến Việt Nam từ những năm mới hình thành cái thị trường, họ cũng nắm giữ cổ phiếu một cái khoảng thời gian dài được như vậy đã là tốt rồi. Và với những khoản đầu tư mà nắm giữ dài trên 10 năm của những cái quỹ này thì đến ngày hôm nay không khó để họ để thấy được rằng là họ thu gặt một cái thành quả cũng khá lớn. Vậy là tóm lại là như thế nào, có nên không, có nên làm không và có nên đọc không, thì tôi khẳng định lại là nên đọc, nên mua, nên bỏ một số tiền nhỏ ra để thu gặt những kiến thức nó nhiều hơn tất cả những video mà chúng tôi đã từng chia sẻ. Chúng tôi cũng chỉ có thể là góp nhặt những cái kiến thức thực tế để chia sẻ với anh chị em và các bạn. Ngoài ra thì những cái kiến thức mà chúng tôi chưa cập nhật được thì đều được gọi là tách, lọc, nhặt và tóm lược bằng những cái cuốn sách. Và từ đó thì đem so sánh với thực tế và rút ra những bài học để quý anh chị và các bạn cùng học hỏi. Hãy nhanh tay ủng hộ Happy Life cũng như là đặt mua một cuốn sách mới vừa phát hành của Happy Life, Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị. Ok anh chị em và các bạn, xin chào.